Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Bây giờ mày đang phía dưới cả. Lắp vậy. Cái đậu xanh này. Ui. Đâu cái vậy anh em? Kẹo chạy lại cái đây cái đá này. Gắt nha anh em. Đây máy tôi lại hay bị đứng hình này. Nên là chơi xíu tôi toàn bị xuống danh thôi, toàn chết oan anh em ạ. Chết oan xuống danh nhá. Hơi buồn. Đậu xanh. Ok, heo sau nhà em. Mày làm gì vậy hả em? Ngồi canh à? À, như vậy thì kẻ đã có được mạng đầu tiên cho mình rồi các bạn ạ. Bây giờ mình có được mạng đầu tiên nha. Hơi bị khó khăn nhỉ các bạn. Mình sẽ quần máu cái đã. Ui, đậu xanh. Ui. Đậu xanh đang phía trên à? Nó đang phía trên thì phải anh em ạ. Tưởng ở dưới. Đây này anh em ơi. Ui. Đây này các bạn ơi. Ui. Đây này các bạn ơi. Mày chạy à? Chạy làm sao được hả em ơi? Mày định chạy với anh à? Đây kẹo quần máu cái đã này. Lúc nãy quấn máu tôi cũng không yên anh em ạ. Ok. Ổn rồi nha mọi người. Xíu nữa là kẹo đài nhá. Hay là vẫn đang còn sống này anh em. À, ngay phía trên này. Let's go, ngại gì. Ui, bắn nhau càng quá nhỉ anh em. Càng như này ai chơi hả các bạn ơi? Nữa hả? Đậu xanh. Ui, đậu xanh. Ui, chạy à? Cái đậu xanh em ơi. Cố ra cả. Anh sợ quá rồi này. Hey. Anh sợ quá rồi này. Ok, đã xong nhá. Mày tính chơi với anh à? Ui rồi. Có người này. Ok, hack xong này. Buồn cho em. Hack xong như này thì buồn chưa hả em ơi? Cố ra này anh em. Ngon. Ngon có ta anh em. Giảm thanh rồi này. Tuyệt vời anh em ạ. Đấy, combo súng này thì dễ dàng lấy top 1 nha các bạn. Mình sẽ qua để lượm sát từ thanh niên này cái đã này. Lượm sát nó cái đã. Xem là còn gì không nhỉ anh em. Ui, khá nhiều đạn súng trời nhá. Ở đậu xanh vẫn đang còn người à? What the hell vẫn đang còn người cả. Mình có mỗi quả lựu choán thôi anh em ạ. Mình có mỗi quả lựu choán thôi anh em ơi. Ui. Mày nhảy à? Tính nhảy với anh à? Nhảy đi em. Nhảy hả em? Lượm thêm máu đi anh em ơi. Bởi vì là đạn súng trường quá nhiều. Quan trọng là mình muốn lượm thêm máu thôi. Ui. Let's go này các bạn ơi. Thêm máu nữa nhỉ anh em. Ok. 7 túi máu tầm này chắc là ổn này. Bây giờ chắc là mình muốn kiếm thêm đạn súng tiểu liên đấy. Lượm cái nòng số 2 để trong ba lô này. Xíu nữa mà cái địch phát hiện vị trí thì mình sẽ đổi qua nòng súng 2 nha các bạn ơi. Ok. Con này cậu nghĩ là đã hết người rồi nha các bạn ơi. Chắc là vậy rồi. Chắc là hết người rồi nha em ạ. Wow, let's go. À, để cậu nghe thử chưa nào. Ui, không có ai cả nha mà hết người rồi. Ok anh em, trận này kẹo cố thúc một nha các bạn ơi. Chạy xuống phía dưới này thử coi nào. Wow. Dưới này kẹo chưa thấy ai cả anh em ơi, vắng quá ta. Vắng như này ai chơi hả anh em. Oh my god. Chạy qua mấy chỗ này thử coi nào anh em. Như vậy là kẹo clear xong cái khu cổng trời này. Bây giờ xuống dưới chắc là clear khu thung lũng này. Thung lũng thì các bạn ấy nhảy đầu trận là chủ yếu thôi. Sau là các bạn ấy sẽ chạy hết cơ. Nên là bây giờ không biết là ra còn gì không anh em ạ. À đây có người này. Tưởng là hết người cơ vẫn là còn người này anh em ơi. Ngay cái nhà màu xanh lá kia hướng với kem này. Ok. Chỗ này mình chạy xuống thì mình hơi bị mất lợi thế nhá. Nên là từ từ. Không phải vội anh em, từ từ. Thế mình sẽ cứ ở trên cái đã. Cứ ở trên cái đá anh em ơi, không cần xuống vội nha. Wow. Xuống trước đâm ra là mình sẽ bị mất lợi thế nhá. Lại nào anh em ơi, thằng nào đây vậy hả? Có người à? Ui. Tưởng là không có ai. Có người à? Tưởng là không có ai. Đông vui ghê ta.
Ok, let's go các bạn ơi. Mình có mỗi bom keo thôi, mình không có lựu đạn cơ. Hơi chán nhỉ. Cùng kẹo đi xem mạng anh em ơi. Một đứa ở ngay đây này. Ui, ngồi đây à? Ngồi đây hả em ơi? Mày ngồi đây à? Ui. Chạy hả em? Ui. Chạy hả mây? Chạy hả mây? À, mày ngồi góc mày canh anh à? Mày ngồi góc mày canh anh à? Đâm ra kẹo lại sợ quá nhỉ anh em. Sợ một đứa chân thủ nhà như này. À. Ở xa mà chỉ có người anh em ơi. Let's go qua luôn, sao phải ngại anh như thế anh em. Hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Ôi, nó chạy xe anh em ơi, từ từ. Ngồi tạm đây làm gì mà căng, nó chạy xe này. Ui, à xe này à. Xe này kẹo ngại gì, ui. Xe này kẹo ngại gì, ui, ok. Ngồi xe này như không vậy anh em ạ. Cái địch phải gọi là sấy cho bạn ấy SML luôn. Chưa cho em, lần sau chưa ngồi xe này nhá. Không ngồi xe này nữa nha em ơi. Đây mình sẽ lượm cái nòng ba ở trong ba lô này. Ok. Xuống đó thì cần thì mình sẽ trang bị nòng ba nha anh em. Ăn tạm cái nấm cái đã, nấm ba củ này. Ngon có ta anh em. Ngoài này còn nấm hai củ nữa. Đấy, nấm hai củ nữa ăn luôn. Đấy, ăn cả nấm ba củ, ăn cả nấm hai củ luôn này. Wow. Như vậy là chỉ còn lại có 15 người chiến nữa ở trong cái vài lô này. Lắng nghe từ chân nào anh em. Bữa nay là kẹo chơi game, kẹo có đeo tai nghe nữa anh em ạ. Nên là vừa chơi vừa lắng nghe từ chân này. Ui, xe lam này hơi bị sida này anh em. Nhưng mà thôi kệ đi, chạy tạm đi. Chạy tạm đi các bạn ơi. À đây, phía dưới có người này. Ui, đậu xanh. Thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi anh em ạ. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi. Ui, thế thì ghê rồi. Mà chơi anh à? Ồ, mày chơi anh à? Mày chơi anh à? Ui, mày chơi anh à? Mày chơi anh à? À, chạy à? Mày chạy à? Ui, mày chạy à? Ui. Nó đã vào nhà rồi nha bạn. Ghê ta, mình còn mà có đã anh em ơi. Gắt thật, gắt thật. Đây các bạn ơi. Chơi luôn, anh lại phải ngại chú cả. Ui. Qua đây em ơi. Đúng rồi, qua đây em ơi. Phóng lựu cả. Gắt vậy anh em ơi, chạy, 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 chạy anh em ơi, chạy anh em ơi, chạy nhanh. Chạy nhanh anh em ơi, nó có phóng lựu này. Ui. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi. Ui. Chạy các bạn ơi, có phóng lựu này. Phóng lựu vậy chơi. Phóng lựu vậy chơi. Ui, phóng lựu hả em? Thế thì ghê rồi. Nó có một viên nữa anh em ơi. Nó có một viên nữa các bạn ơi. Thôi thông, thôi xong, thôi xong. Nó giựt kiểu này thì mình acid rồi anh em ơi. Có khi là mình die rồi các bạn ơi. Khó khăn quá mà. Ui, khó khăn quá mà. Ui. Viên cuối rồi. Ok, ok. Viên cuối rồi nhé. Hết phóng lựu rồi nha em ơi. Hết phóng lựu rồi nha em ơi. Ui. Lộn lộn anh em ơi, lộn anh em ơi, lộn anh em ơi. Kẹo hơi lộn rồi. Ui, kẹo hơi lộn các bạn ơi. Kẹo hơi lộn các bạn ơi. Ui. Ok. Mày tính chơi anh à? Tưởng cho em ở dễ à? Ok các bạn ơi, xíu ra nhá. Ui. Anh em ơi, ui. Ui anh em ơi, xíu ra nhá. Ui. Ui anh em ơi, ghê vậy, xíu ra anh em ơi. Ui. Đã quần máu dở, sợ ghê ta. Gắt vậy ai chơi hả anh em ơi? Ghê quá nhỉ. Xíu nữa kẹo đai anh em ạ. Xíu nữa kẹo đai anh em ạ. Xíu nữa kẹo đai anh em ơi. Ui. Mày chạy à? Mày chạy với anh à? À mày tính kêu anh à? Mày tính kêu anh à? Anh lại sợ chú quá cơ. Ok, tưởng kêu anh mà dễ à? Nào. Tưởng kêu anh mà dễ à? À. Mày tưởng kêu anh mà dễ à? Để coi mày tưởng kêu anh mà dễ à? Ui. Mày tưởng kêu anh mà dễ hả em ơi? Chẳng qua là bây giờ thì kéo hết bông keo rồi nha mọi người. Có người ghê vậy, ghê vậy. Có người các bạn ơi, ui, có người các bạn ơi, ui. Ui, đậu xanh, mà chơi anh à? Ghê à nha, quần máu có đã anh em ơi. Gắt vậy ai chơi. Gắt quá các bạn ơi, kìa kìa. Nó chạy này, ui. Cái đậu xanh nó chạy này, ui. Cái đậu xanh nó chạy này, ui. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy, ui. Ghê vậy ai chơi hả nha. Đây, kẹo quần máu có đã. Ui các bạn chuyên ám sát mình sợ quá cơ anh em ơi. Mới mới kill rồi anh em ạ. Mệt mỏi ghê vậy. Ui. Gặp mấy này sấy gắt vãi trưởng anh em ơi. Bọn này nó hết bom keo rồi. Lượm tạm ống ngắm nhiệt vậy. Ống ngắm nhiệt này, ngon. Kiếm thêm bom keo các bạn ơi. Ok.
bom keo lựu có thứ đây. Chạy thôi nha mày. Ghê vậy ai chơi. Gắt quá các bạn ơi. Hôm nay thì kẻ online đến tôi còn là hơn 11 rưỡi xíu. À đâu, hơn 11 giờ xíu thì kẻ sẽ nghỉ nha các bạn ơi. Đây, con bên này nào anh em. Trời ơi, bắn mình ghê quá, bây giờ mình vẫn đang còn run tay này anh em. Run hết cả tay rồi anh em ạ. Hay là vẫn đang còn sống nhá. Cứ vào mò cái đã anh em ơi. Quan trọng là mình sẽ kiếm được một cái giáp chống nổ nhá. Bây giờ đang dùng giáp 3 nát nên hơi run. Phóng lựu à? Thôi anh em ơi, đang chơi cái combo súng đó là khẩu súng này, này là gỗ da này, lại MP mới đang ngon này, nên là kẹo sẽ không đổi qua 79 nha các bạn. Đấy, combo súng này là quá ổn rồi. Mình sẽ qua phía này coi. Qua đây thôi anh em ơi. Mình kẹo tiếp tục đi sa mạc nào anh em ơi. Chắc là mình sẽ ăn thêm nấm cái đã. Ăn thêm nấm này anh em. Ngoài kia mình không biết là có giáp ngon hay không nhỉ. Ui, đậu xanh đang còn người này. Đang còn người này anh em. À, nó ngay phía ngoài. Ok các bạn ơi, chắc là mình sẽ vào bo trước cái đã. Vào bo trước chúng ta sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn nha anh em. Đây, kẹo sẽ vào bo trước luôn nha. Không chơi nhanh làm gì cả. Chơi nhanh dễ đai mà anh em. Vào bo trước nhé các bạn. Ui, sợ ghê ta. Đây anh em, mình đang đến gần hơn với cái vùng an toàn rồi anh em ạ. Wow, các bạn bắn nhau ghê vậy, mình sợ các bạn rồi đấy. Ui, lại thêm một người chơi nữa lại phải ra đi. Bây giờ là còn 5 đứa này anh em ơi, còn lại 5 đứa thôi anh em ơi. Kẹo sẽ cố tốt một lần nha các bạn ơi. Gắt thật, gắt thật. Đây, mình qua phía này cho nó an toàn các bạn ơi. Ngoài kia bắn nhau ghê quá. Ở đây cho an toàn này. Mình sẽ canh mấy đứa này. Có khi là chúng nó làng trải chạy qua anh em ạ. UAV không thấy ai cả. Chắc là không có ai làng trải à. Wow, khu này mình nghĩ là có người thôi. Không chắc nữa anh em ạ. Chỉ là mình dự đoán mà thôi anh em ạ. Thế là làng trải này không còn người à. Wow, thật là có người cơ. Không có ai thôi anh em ơi. Thế mình vào trong cái đã. Ok, còn lại một đứa này. 4 người chơi nữa là top 1 rồi anh em ơi, cố lên nào. Ok, kẹo sẽ cố top 1 nha các bạn. Ui dồi ôi, để coi nào anh em ơi. Wow. À đây đây. Thế người rồi các bạn ơi, nào nào. Ngay phía này có người anh em ạ. Ồ. Ok anh em, kẹo đứng tạm ở đây cái đã. Còn hai mạng cuối nữa anh em ơi. Bo vẫn còn to lắm. Đấy, từ từ. Để mình xem cái địch ở đâu cái đã. Đấy, từ từ anh em ơi, cẩn thận nhá. Ngồi cẩn thận thôi nha. Ui. Bây giờ mình đang ở ngoài bo này. Cứ kệ mình vào bo trước cái đã anh em ơi. Đấy, bây giờ nước này là trang bị đóng 3 rồi nhá. Trang bị đóng 3 để tăng sát thương nha anh em. Mình có một quả bóng ke thôi. Chạy chạy anh em ơi, chạy nhanh. Mong rằng không bị sấy này. Ui, mong rằng không bị sấy này. Ui, cái đồ xanh này. Ui, cái đồ xanh này. Ui, nó chạy à, chạy nghe vậy. Ui, nó chạy nghe vậy anh em ơi. Ui, bắn nhau ghê vậy. À, thằng cuối. Thằng cuối ngay ngoài này anh em ơi. Ok, nào. Mình biết vị trí thằng cuối rồi anh em ạ. Rồi nhá. Xem chú chạy được đi đâu. Anh ngay ở đây này. Thằng cuối ngay chỗ nhà này anh em ơi. Ui, gắt vậy. Gắt vậy, qua đây. Gắt vậy, qua đây bạn ơi. Qua đây bạn ơi. Ui. Bạn ơi, qua đây bạn ơi. Ui, ghê vậy. Ui dồi, làm quả headshot scan này anh em. Chán ghê ta anh em. Ui dồi ôi. Đã rất chay hát nhưng mà vẫn bị gây cảnh anh em ạ, buồn ghê ta. Đơn giản là bởi vì là kẹo, hết bom keo rồi nhà mà có mỗi quả bom keo cuối cùng này. Buồn quá nhỉ anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like.
và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.